Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lòng Chim Minh Úc ha. Thì hôm nay trước mặt mọi người đây, mọi người thấy 1, 2, 3, 4, 5 5 cây lồng, kiếm, họa mi, 60 nang, che già, độ mung, cực kỳ đẹp ha. Đó, mọi người nhìn 5 cây, 5 mẫu. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô chi tiết ha mọi người ha. Đây là đại diện của 5 mẫu lồng họa mi 60 nang mẫu mới. Đang sẵn hàng tại Lòng Chim Minh Úc nha mọi người. Như mọi người thấy đây ha. Thì để đi lướt một vòng cho mọi người coi. Thì anh em mà quan tâm đến các cái mẫu lồng họa mi che già độ mung sừng, đủ tích, hoa mai nè, nho sóc, tùng hạt, tùng nai, vạn bi, hổ phù và một số mẫu khác thì cứ liên hệ trực tiếp với mình thông qua cái website là minhucmic.com hoặc là cái fanpage là Lòng Chim Minh Úc Mic nha nè. Rồi, rất là đẹp ha. Rồi, bây giờ để không làm mất thời gian của anh em nữa thì mình xin đi vô chi tiết 5 cây lồng cực kỳ đẹp trong màn hình mà anh em đang thấy. Mình xin nhắc lại về cái kích thước là đây là 5 cây này đều là lồng 60 nang nha mọi người. Bề rộng của nó là 40 phân và cái chiều cao mà từ chân cho tới cái nóc lồng là 50 phân nha mọi người. Rất là đẹp, chuẩn mi hót và một đáy. Rồi, và cái điểm chung của 5 cây này ngoài cái kích thước chung thì nó có một cái điểm chung duy nhất, đó là mọi người để ý nha, từ chút là móc trao các cái vành và đến cái viền, cái kẹp, tất cả đều là đi viền chút thủ công nha mọi người. Toàn bộ nè, chút lượng thủ công rất là đẹp. Ơi, có con rùi, dung con rùi cho mọi người coi đó. Đây là cái độ chân thật, là bao chân thật luôn nha mọi người. Mọi người thấy con rùi đã nậu trên cái vành bên quay, mọi người thấy có viền chút thủ công cực kỳ đẹp. Rồi, đây là một loạt các cái mẫu móc trao viên chúc thủ công đồng đều thì đẹp. Rồi, đó, 5 cây cùng giống nhau ở kích thước 60 nang, 40 phân đường kính và 50 phân chiều cao, toàn bộ chạm viên chúc thủ công hết 5 cây, rất là đẹp. Rồi bây giờ đến chi tiết từng mẫu riêng nha mọi người. Là cái điểm khác biệt thì 5 cây này nó khác nhau ở cái tích chạm và cái chất liệu che hoặc là che độ mung vậy thôi. 5 cây rất là đẹp. Bây giờ cây đầu tiên đi, dài dòng quá anh ơi, vô trung tâm cho tôi coi đi. Đây, cây đầu tiên, cây đầu tiên anh em thấy đây là cây hổ hạt nha mọi người. Đây, tùng hổ hạt rất là đẹp, chân lộng thùng rất là nét ha. Rồi, đây là cái khung cửa kiếm, cung đình, đây là thanh kiếm, chấn lồng rất là nét, rất là đẹp ha. Rồi, đây là cửa cung đình, đây là tang, tang này là tang trơn, tang 5 cây này bản tang đều là tang dày, cho nên là nó rất là đẹp. Đang giới thiệu lồng chim mà có bánh mì nóng ăn nữa thì hết bài luôn. Rồi, tiếp theo lại là một cây hổ hạt lộng thủng, nhưng mà cây này có một cái điểm đặc biệt, đó là độ mung nha mọi người. Hổ mung sừng phối với lại che già ha. Đây, đây là cái chân mung nè mọi người, chạm hổ hạt độ mung sừng rất là đẹp ha, lộng thủng luôn, nhìn nó rất là đã. Đây là cái phần cửa cung đình hổ đây, trụ cửa vẫn là viền trúc nè, nóc là tùng nè, đây là cái kiếm, cây kiếm mung rất là đẹp. Rồi, vợ thì mọi người thấy 6 cái cửa sổ cũng như kẹp mung phối với lại viền âm dương và tan che rất là đẹp ha. Đó là cây một đôi lồng, đây đây mình đang quay riêng một đôi lồng hổ hạt viền trúc 60 nang. Bây giờ tới cây thứ ba là mình xếp ở giữa. Và cây này nó có một cái điểm khác biệt so với bốn cây kia, đó là cái phần tang, tang của nó là tang chạm luôn nha mọi người.
thay vì các cái cây xung quanh đây là đều là tan trơn thì cây này là nó tan chạm luôn. Và đây là chạm cành mai lỏng thủng chân và tan. Đây là một cái mẫu mà phải nói anh em rất là thích. Mình làm chúng ta làm đã 2 năm rồi để làm cái mẫu này thì cũng ra rất nhiều cây rồi, nhưng mà tới giờ cái độ hot của nó vẫn chưa dừng lại nha. Anh em vẫn rất thích cái cây lòng mi chạm cành mai lỏng thủng như thế này, nhìn nó rất là đơn giản, rất là duyên. Rồi tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 tiếp tục là một cây tre già độ gỗ mun sừng. Đây là chạm nho sóc nha mọi người. Mẫu này thì nho sóc thì anh em lòng kim làm tất cả tỷ năm rồi, nhưng mà để mà độ mun sừng lên cây mi như thế này thì chắc bây giờ mình mới làm thôi. Mẫu cũ nhưng mà lòng nhìn chung thì là không được cũ đâu mọi người. Bánh mì đặt ruột đây. Quay lòng chim cho anh em coi chút xíu mà bánh mì cứ ra không biết mà đói bụng chắc nghĩ quay ra ngồi ăn bánh mì cha đấy. Chán dễ sợ luôn. Rồi, đây là cái khung viền trúc. Tiếp tục nha mọi người. Đây là nguyên cái khung cửa cung đình này là full mun luôn. Đó. Cái gỗ mun sừng này nó có cái đặc điểm là khi mà mình ra nắng á, mọi người nhìn thấy mình quay nó có một cái ánh tím xanh tím tím á, rất là đẹp, nó đen tuyền luôn. Nhiều khi nhìn không biết, nó tưởng nhựa chứ, nhưng mà không phải nhựa đâu. Anh em muốn kiểm chứng thì cứ qua mình ha. Mình sẽ kiểm chứng trực tiếp cho anh em coi gỗ mun sừng bao đẹp. Đây là ánh kiếm. Rồi đây là cái phần nóc rất là đẹp. Mi chúc nho sóc thủng độ mun. Và cây cuối cùng mà mình giới thiệu với mọi người đó là cây mi 60 chúc tùng nai. Đây là một cái mẫu cũng phải nói là rất là duyên. Đôi nai này lỏng thủng dưới tán cây tùng, nhìn nó rất là duyên thôi mọi người ơi. Đây là cây tan cũng là tan trơn và cửa đây rất là đẹp. Đây do mình xếp một loạt cho nên mình không có quay được các cái phần vỏ kỹ cho mọi người coi, mọi người để ý tạm chút thôi. Thì mình sẽ chụp hình chi tiết từng cây riêng cho mọi người dễ tham khảo hơn. Còn cái này mình vừa xe dịch đi lung tung thì nó lại mất thời gian lắm. Nhìn chung thì mình vừa giới thiệu cho mọi người đó là năm cái mẫu lòng họa mi 60 nang full che già, che già độ mung cực kỳ đẹp và cực kỳ độc đáo. Và đây là nó chỉ xuất hiện duy nhất tại lòng kim Minh Đông Bích nha mọi người. Rất là đẹp ha. 60 nang lòng họa mi, anh em đang chơi họa mi lưu ý nha. Kim mình mà vô những cái lòng này thì phải nói là quá đẹp, quá tuyệt vời ha, nổi bật trước đám đông luôn. Rồi quay sơ cho mọi người coi một chút nữa về các cái chân thôi, năm cái mẫu chân thôi ha. Đây là hổ full tre tan trơn, đây là hổ độ mun tan trơn, đây là cành mai lỏng thủng tan chạm, đây là nho sắp độ mun tan trơn, và cuối cùng là tùng nai độ mun tan trơn. Anh em quan tâm đến các cái mẫu lồng họa mi hay là tất cả các cái mẫu lồng chim độc đẹp khác thì cứ liên hệ với mình thông qua cái website minhdongbích.com hoặc là cái fanpage lồng chim Minh Đông Bích nha anh em. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.